anh của cha tôi đây mà. Vậy quân báo lại rằng ở quê nhà gia đình chịu quân về gấp là đây sao cha, là đây sao cha? Hết rồi, hết rồi. Chín tháng cương mang
Mẹ của con chính thân cưu mang, cha ba năm bồng ẩm, nghĩa sanh thành cũng cao tợ bằng nốt. Con chưa đền đáp được nghĩa ơn sâu, mà nay cha là hóa ra người thiên cổ ở cha. Nay con trở về đây, con xin lại cha ba lại này, cho con trẻ được chết lên đầu dành cơn tan chân, để cho con được trả hiếu cho phụ thân. Con đây là ba cưng, trời cây xuân đời con chưa một lần yêu thảo, nay cha nhắm mắt lìa trần, con trở về đây quỳ trước linh sàng của cha. Trời đây ngọc chứ đây lòng, tuy tình còn động trong lòng con trẻ, mong hương hồn cha hãy linh thiêng về chân giam cho con với tâm lòng đưa tiền. Còn đây là ba chung trà, con thay chung rượu lạc, chung tư như con xin dâng lên cụ quyền thất tổ, chung tư hai con xin dâng lên Đức Phật Như Lai, nhờ Đức Phật hiện linh rước hồn cha con về thành Phật, để mai này làm tôi cho Đức Phật. Còn đây là chung sâu, làm lễ báo hiếu phụ thân. Cha ơi, chơi chung thứ ba này đây, con xin ôm vòng tay đưa tiếng giờ lớn. Ngày cha hiền gian khổ vì con, còn đây là khăn tang trắng, con xin quấn lên mái đầu xanh. Thôi còn chi nữa cha ơi, cha đã ta đi là đi mãi không mà về. Chết mạnh khăn tang, con nghe lòng nghẹn nghẹn. Còn chi đâu mà mong đợi, cha ơi cha ơi, sao dội bỏ con rồi. Thôi còn chi nữa, ta nghe cha với tìm con. Đường trần thăm cảnh chia hai, trong trái tim con như ai xa ai cầu. Giây phút này đây đâu là dấu chân kỷ niệm, con hơi ấm thân quen nhờ, mà nay cha bỏ con rồi. Cha đi đường
vượt dặm đường xa, con nghe lòng mình như trong vực. Khi về đến nơi thì cha đã qua đời. Xuôi lệ trao con nuôi chẳng thành lời, nhưng ngày xưa gia đình mình nghèo khổ, cha đã một thân nuôi nâng các đàn con. Đây bây giờ cha nằm trong cổ quan, lòng của con đi thơ dò trăm. Dạo con áo quan là nghìn thô cách ma biệt, cha ơi sao dội bỏ con rồi. Lòng buồn nhà tan nát tim từng đêm, ôi trời cao lá lai đời cả con phải khổ. Mắt quen lê mờ khi nhìn đi ảnh của cha, con nghe nát tan cõi lòng, cha đã ra đi không bao giờ trở lại. Ngôi nhà này đây con đã mất cha rồi, con cha con mẹ xa. Lần trở về này là con đã mất cha vĩnh viễn rồi. Công ơn kia con cũng chưa làm tròn bổn phận, xin cha hiền hãy tha thứ tội cho con. Các anh các chị ơi, hãy ra đây cùng em để cảm tạ cùng bà con cô bác. Dạ kính thưa bà con cô bác, nay cha con văn su văn phần đã ra người tiên cổ, kể từ bây giờ và mãi mãi đến ngày sau là các con các cháu con nhìn thấy cha con lần nào nữa hết. Hôm nay con trở về đây, con thay mặt cùng anh em trong gia quyến. Trong mấy đêm liền tán gia con đang bối rối có điều chỉ sơ sót, mong mong bà hãy niệm tình và tha thứ bỏ lỗi qua cho. Dạ kính thưa bà con cô bác, một lớp Pháo Hoàng, đứa con gì muộn để trả hiếu cho cha một lần sau cuối đến đây đã hết. Thì Phượng Loan cũng xin thay mặt cơ sở mai táng cha Hàn Quốc Bình và ban nhà Phượng Loan ở thị xã Vĩnh Châu trước cũng thầm kính phân u chia buồn gia đình, và cũng xin gửi lời xin kính chúc bà con bốn chữ vàng được tốt đẹp, được đa tài đa lộc đa phú quý, được đắc thời đắc thế đắc nhân tâm, tự tôn muôn vệ hai chữ bình an, đắc phú quý giàu sang dư trăm tuổi thọ. Và cầu mong cho cô bác gần xa được mua may bán đắt, mưa thuận gió hòa, nhà nhà hạnh phúc, người người đặn ấm no. Và cầu chúc cho các bậc sĩ nông công thương, sĩ thì tăng quyền tiến chức, nông nghiệp gia ruộng rầy trúng mùa, nông nghiệp thời cũng đắc quả thành công, ngành thương mại mua may bán đắt trăm năm còn vững chắc vì mối của nước nhà. Cầu cho mưa thuận gió hòa, mưa an đất bắc, gió hòa trời nam. Xin tạm biệt.